Bài viết sau đây sẽ thông báo về việc triển khai công nghệ VAR, Video Assistant Referee, tại V-League mùa giải 2023 dựa trên khuyến nghị của FIFA. VPF, ban cơ động, sẽ lựa chọn khoảng 3-5 trận đấu không có tính chất đua tranh vô địch hoặc xuống hạng từ V-League để áp dụng công nghệ này. Theo đó, Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cùng VPF sẽ phối hợp lựa chọn các trận đấu áp dụng VAR từ vòng 3 giai đoạn 2V, League 2023, căn cứ vào điểm số hiện tại của các đội trên bảng xếp hạng. Đối với sân thi đấu áp dụng công nghệ VAR, FIFA đòi hỏi các sân phải được đo chất địa bằng máy móc chuyên dụng để cung cấp số liệu kích thước chính xác, đảm bảo tích hợp đường kẻ việt vị ảo cho hệ thống kỹ thuật xe VAR. Việc đo đạc này sẽ mất khoảng 4 ngày làm việc sân thi đấu để đảm bảo độ chính xác cho đường kẻ việt vị ảo khi áp dụng công nghệ VAR trong các trận đấu. Để triển khai thành công công nghệ VAR, VPF và ban trọng tài VFF đã tiến hành buổi làm việc với câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Các buổi làm việc này nhằm phổ cập thông tin liên quan đến việc áp dụng công nghệ VAR tại các trận đấu, giúp cầu thủ và thành viên của các câu lạc bộ V-League nắm rõ nguyên tắc vận hành và hoạt động của VAR, cũng như những điều cần và không nên làm trong các trận đấu có VAR.